dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và liên liệt biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học mới 2020-2021 và dịch Covid-19 có thể còn có những diễn biến không lấy xét đâu, không lấy xét đâu. Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo các cuộc bồi dưỡng tâm để phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt học tập cho học sinh sinh viên, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc làm việc đòi hỏi đất nước và các cuộc cách mạng công nghiệp